Yeah. À. Anh gần có ô thò. Ừ. Kinh nhà. À đúng rồi. Anh ơi. Xuống cái bà ngoại đi người chị xin dầu này đi. Ừ. Xuống cái bà ngoại đến người chị xin dầu này đi. Lấy gì nữa? Như vậy gì nhỉ? Người chị xin dầu này có cái gì nữa nhỉ? Quên mất rồi. Mua từ đâu? Không. Anh thử anh bỏ cái này không? Thằng cô. Thằng cô có rồi. À lạc.
Đừng, đừng, Bình ơi đừng đụng vào đấy được không? Chị dân nhà anh Hoán không khoảng ngọt ngấy ngấy anh chị. Hồng béo. Cái mà nước ngọt cơ mà.